nó mở để cho cái khí thải đi ra, thì khí thải nó đi ra nó rất là nóng, nó lại còn xóa theo cái gì muộn rồi là muộn than đấy, thế rồi là nó vẫn chịu tác động của cái áp suất nhất định, dẫn đến là cái điều kiện làm việc của xúc tác giả bao giờ nó khắc nghiệt hơn. Nên vật liệu chế tạo thì xúc tác xả bao giờ người ta cũng có xu hướng là người ta làm cái loại xúc tác xả với vật liệu đặc biệt hơn, khác hơn. Và về mặt kích thước thì tất nhiên xúc tác hút có thể người ta làm bằng xúc tác xả, nhưng thông thường người ta sẽ bố trí cái xúc tác xả là nhỏ hơn xúc tác hút, nhỏ hơn xúc tác hút. Tại sao lại làm nó nhỏ hơn? Bởi vì cái điều kiện làm việc nó như thế. Mà muốn nó cứng vững, muốn nó chịu đựng được ở cái điều kiện như thế thì phải làm nhỏ, chứ làm to thì nó sẽ không chịu. Còn đối với lại xúc tác hút thì ở cái điều kiện nó cũng là tương đối là thuận lợi hơn. Mà người ta muốn nặng đầy thì người ta có thể tăng lên số lượng xúc tác. Nhưng là xả thì cũng không cần thiết phải tăng lên nhiều quá, bởi vì như chúng ta biết nếu như là có ba xúc tác thường là hai cái hút và một cái xả thôi. Tại sao lại như vậy? Nếu mà chỉ có hai xúc tác một hút một xả thì cái xả bao giờ nhỏ hơn cái hút? Tại sao lại xả lại cần lại làm nhỏ hơn? Nó cũng cần là trong một thời gian nhất định thì nó cần phải xả sạch chứ, đúng không ạ? Nó có mở sớm có đóng muộn, vậy tại sao lại làm nhỏ hơn? Khi xả ra nhiều hơn à? Đấy, như đã nói trước là cái điều kiện làm việc là như thế, người ta không thể làm lớn lên. Thứ hai đó là nó có cái thuận lợi trong quá trình xả, nhưng khi xả đấy là áp suất ở trong buồng cháy làm sao lớn, đang lớn không tăng lên, đúng không ạ? Vì nó đang vừa cháy giãn nở, đúng không ạ? Vừa cháy giãn nở piston đang ở kỳ cháy giãn nở xi công ấy, đi gần tới điểm thiết dưới là bắt đầu cái xúc tác xả nó mở rồi. Nó mở rồi thì nhờ cái áp suất đấy nó đẩy ra rất mạnh. Nó đẩy ra rất mạnh. Và cuối giai đoạn cuối mà xả ấy, khi mà xúc tác chưa đóng, khi mà piston chưa tới điểm trên trên mà xúc tác muốn đóng thì cái tên tông bắt đầu nó phải sang bên kia một chút, đúng không ạ? Nó tiếp tục cái chiều quay của trục khỉu ấy, nó quay qua làm cho cái tông qua điểm trên ấy một cái góc nữa, tức là nó gọi là góc đóng muộn ấy. Thì ở cái giai đoạn đấy là xúc tác hút cũng lại mở rồi, và nó có một cái góc gối nhau, người ta gọi là góc trùng điệp ấy. Trong kỹ thuật nó gọi là góc trùng điệp. Khi xúc tác xả chưa đóng, xúc tác hút đã mở. Lý do nó mở để làm gì nhỉ? Để xả sạch cái đường hòa khí hoặc không khí đường nạp ấy, nó nạp vào thì nó lại đẩy cái xả ra, và nó làm giúp cho cái việc là xả được sạch. Và xả sạch như thế thì tất nhiên là nó cũng thất thoát một chút khí sót. Như vậy việc xả thì nó sẽ có những cái thuận lợi và người ta tối ưu được việc xả sạch như thế. Thế bây giờ với cái nấm mà lõm, nấm xúc tác mà lõm thì thường dùng cho xúc tác gì? Lồi dùng cho xúc tác gì? Đã suy nghĩ tìm được câu trả lời chưa? Đúng rồi, lõm cho hút. Nhưng mà bây giờ lại vấn đề là trả lời đúng đấy, nhưng mà giải thích tại sao là như thế? Hút để cho nó diện tích tăng lên. Cái đường khí nó ra nó thuận lợi. Khi mà làm thì
lợi, nhưng cũng đồng thời là gì, nó tạo ra, con nhìn thấy cái ô tô nó chạy ở đường mà có bụi thì bao giờ nó sẽ tạo cái luồng quẩn lại, đúng không? À, chính là nhờ đấy để nó làm gì, giúp cho cái hòa khí nó được trộn đều hơn, không phải là lọc gì ở trong đấy nữa, trộn đều hơn. Mà nhất là động cơ xăng thì nó đã là hòa khí nó đã trộn từ bên ngoài, đúng không ạ? Nhưng động cơ diesel thì nó phải đợi gì, khi mà nạp khí vào rồi vòi phun, đúng không ạ? Thế thì cái việc mà nó làm quẩn cái dòng khí đấy, nó tạo ra cái áp suất mà lại hút tiếp nữa, đúng không ạ? Thì để cái việc là nạp tốt hơn. Thế còn nó làm lồi là để điện sạc và sạc điện sạch hơn. Cũng tiếp tục với lại cái xúc bác thì nó làm việc rất nóng, vậy làm mát cho xúc bác thì người ta làm mát một cách nào đấy? Đấy, cái xúc bác như thế này, đây dùng để làm mát nó thế nào? Cái nấm này thì nó làm mát được không? Không. Chị không làm mát được. Vậy thì muốn giúp làm mát cho cái nấm thì chỉ làm mát phần trên ấy. Nhưng từ đâu làm mát cho nó, làm mát bằng những cách nào? Dầu nó cũng có giá trị làm mát nhưng mà không nhiều lắm. Và thông thường là có cái ống dẫn hướng ở đây, đúng không ạ? Ống dẫn hướng ấy, xung quanh ống dẫn hướng là áo nó làm mát luôn. Làm sao tất cả có nghĩa là gì, ống dẫn hướng nó mát, nó làm mát luôn cho dầu và làm mát cái một số động cơ nó nóng quá, cái giải pháp làm mát như thế nó không được, không ổn lắm. Nó nóng quá thì dẫn đến là gì, cái nấm này nó cũng bị to ra và chiều dài của nó dài hơn, đúng không ạ? Dài hơn như thế thì nó dẫn đến khi mà nóng quá có khi cảm thấy là hơi yếu, động cơ nó cảm thấy nó làm việc yếu vì xúc bác người ta đóng không khí. Một trong những lý do đóng không khí là gì, chiều dài này nó dài quá và cái cò mổ, ví dụ như là cò mổ, đúng không ạ? Thì với đuôi xúc bác thì nó có một cái khe hở đầu cò mổ với đuôi xúc bác, người ta gọi là gì đây, cái khe đấy người ta gọi là khe gì? Hỏi cái gì cũng không nhớ được. Khe hở nhân, cái khe đấy mà nó quá nhỏ, khi mà động cơ nó làm việc nó nóng lên, nó dễ dàng là nó không còn tồn tại cái khe nữa, dẫn đến là xung bao lúc mà cần đóng thì có khi vẫn bị cò mổ nó thành tì vào và nó hơi mở, đúng không ạ? Làm gì động cơ làm việc yếu hẳn hoặc thậm chí là không thể làm việc. Có nhận ra điều này chưa ạ? Đấy, như vậy thì việc làm mát cho xúc bác là rất cần thiết. Đấy, ngoài cái việc làm mát như đã nói thì người ta phải có một cái biện pháp làm mát ở những động cơ đặc biệt, nó nóng thì người ta phải làm mát cho phần thân thì người ta làm rộng nên trả lời đúng và người ta chứa cái chất có khả năng mà nó dẫn nhiệt lên trên để làm mát tốt hơn. Dẫn nhiệt lên trên có nghĩa là gì? Cái nấm này rất nóng, đúng không ạ? À, nó có thể là người ta làm rỗng từ đây này, từ cái đoạn cổ này, chứ không thể làm rỗng ngay từ bên dưới này, đúng không ạ? Nó yếu, nó dễ bị gãy. Thế thì nó dẫn nhiệt lên, vậy thì thường cái chất đấy là cái chất mà nó có khả năng là để nó dẫn nhiệt tốt. Và thường có thể là chất gì ạ? Kiểu như rượu nhẹ, ê te. Và tuyệt đối là chúng ta không được làm vỡ những cái ống này. Bây giờ với cái xúc bác thì chúng ta đã học trên lý thuyết, chúng ta có thể mô tả cái cấu tạo chung của nó, đúng không ạ? Phần đuôi để làm gì, có cái rãnh này để làm gì, phần thân rồi làm mát như thế nào, mô tả phần nấm như thế nào, các hình dáng của nấm và đặc biệt quan trọng là cái gì đây ạ? Bề mặt này gọi là gì ạ?
bề mặt tôn như này, gọi là thường cái bề mặt này là người ta tôn cho nó một cái lớp vật liệu rất là tốt để nó gì chống mài mòn, tăng cái tuổi thọ nó bền đấy. Như vậy cái bề mặt này người ta gọi là bề mặt gì? Nó hình côn đây đúng không ạ? Bề mặt làm việc của xúc pháp, của lớp xúc pháp đúng không ạ? Vì nó thường xuyên là gì? Nó được đóng rồi nó lại mở, đóng mở đóng mở, với cái tần suất có thể nó hàng nhiều trăm lần hoặc hàng nghìn lần trên phút. Và cái bề mặt này nó quan trọng như thế thì nó tì vào đâu? Nó tì vào đâu? Đây gọi là nấm xúc pháp, bề mặt làm việc xúc pháp đúng không ạ? Nó tì vào đâu? Tương ứng nó tì vào đâu? Cái chỗ mà nó tì vào gọi là gì? Và cái đấy nó, nếu là xúc pháp keo là nó ở đâu? Ở nắp động cơ. Và người ta không bao giờ ra công trực tiếp vào nắp động cơ mà nó là phần rời của người ta bị gắn vào, đóng vào. Có quan sát thấy toàn bộ như thế không ạ? Nó là cái rời rồi người ta đóng vào. Cái đấy tên gọi là cái gì nhỉ? Hỏi mãi mà chưa ai nhớ. Thắp máy ạ. Anh gọi là nắp. Toàn tự miệng ra tên à? Không nhớ thì phải tra cứu. Đế xúc pháp. Nhớ chưa ạ? Và rất nhiều người, nếu mà tôi hỏi thì vẫn đáp mà chỉ trả lời một câu là thế thì cái đế xúc pháp nó nằm ở đâu? Trả lời sai là có khi tôi cho một điểm luôn, bởi vì không hiểu cái gì cả. Và đa số là nếu mà đã sai thì đế xúc pháp là xúc pháp chúng bạn là thì nó đứng vững cái đế nó đây, đâu có phải đế đây. Đấy là bề mặt của nấm xúc pháp đúng không ạ? Chỗ nó tì rồi đấy, chỗ nó tì xuống. Thế thì đế xúc pháp là cái phần mà cái xúc pháp này nó được tì vào này, nó tựa vào ấy thì mới là đế xúc pháp đúng không ạ? Cái bề mặt đế xúc pháp đấy, cái bề mặt làm việc này là hai bề mặt tiếp giáp với nhau rất quan trọng. Và nó phải gì? Bằng vật liệu chế tạo đặc biệt, gia công độ chính xác rất cao, nó mới đảm bảo được kín khít. Và muốn tuổi thọ nó cao và nó luôn luôn kín khít thì mỗi khi đế xúc pháp nó đóng hoặc nó mở, người ta lại phải thiết kế giúp cho nó là gì? Nó hơi xoay lên một góc, không phải là quay nhé, nó chỉ xoay lên một góc. Ví dụ mở nó xoay đi thế, đóng lên nó lại xoay lên cái, nó cứ xoay như thế để mục đích chính là nó già cái bề mặt làm việc này với phần đế cho nó kín khít, nó mòn đều với nhau, nó không tạo ra khe hở. Vì các xúc pháp mà nó bị khe hở hoặc nó mòn không đều cái là nó làm cho cuộc cháy của chúng ta làm sao ở kỳ nén, áp suất của nó bị tụt xuống. Có đảm bảo được cái áp suất nén không? Không đảm bảo được, hơi đi yếu, công suất động cơ giảm. Và thậm chí là gì? Nếu mà mở lớn quá là nó không đủ để nó làm việc, lắm. Nó không thể làm việc. Bây giờ dẫn động cho trục can, dẫn động mở xúc pháp thì từ khi một vòng xong bắt đầu